Chào mọi người, hôm nay miền Tây quê tôi xin mời mọi người ăn món thịt bò nướng nấm kim châm nha. Món này mới vừa nướng nè mọi người ơi, thịt bò nướng kim châm. Món với kim châm mình nướng, trong đây mình ướp nhiều hào, dầu mè đen, tỏi, ớt, tí xíu bột ngọt, hạt nêm. Vậy thôi, đơn giản lắm mọi người. Chút xíu dầu ăn trộn cho thịt bò nó được hơi mềm mềm xíu thôi. Với bánh hỏi đây mình làm, mình quết mỡ hành nè cho nó thơm, ăn kèm với nho thơi giáp cá với dưa leo mọi người. Mới này nắng có mấy ngày mà sao nóng quá. Mình uống miếng nước thấm giọng nha mọi người. Mời mọi người nha. Hôm nay mình chấm với nước tương nè mọi người, với tương ớt kèm với tương cà nè mọi người, tương ớt kèm với tương cà nè, mỡ hành dính vào miếng hành nè. Mời mọi người dùng thử với Linh nha. Mọi người nhìn thấy có được không, có được mắt không mọi người? Kim châm thịt bò vẫn chấm ăn thử. Nấm kim châm với thịt bò mọi người ăn nó giòn mềm, thịt bò mềm ăn thơm, có hành tây được ăn đỡ ngán không? Cũng lẹn ghiền người làm cúng đi mời mọi người nha. Ngon đây. Kèm miếng cá vô. Này mình chấm tương ớt ăn thử rồi sao mọi người nha. Mình thường ăn được nước chấm nước tương với hạt, rồi chấm tương ớt từng gà thử xem sao. Mọi người xem nè. Mày dùng thử nha. Chấm từng ớt từng gà cũng ngon mọi người ơi. Cái gì từng ớt vô nó cay cay, gà cay cay chua chua mọi người. Ăn cũng hạp lắm, cũng bắt mồi bén lắm. Bánh hỏi mình cuốn đẹp cho mình gấp lên, nó bung cuốn ra nó hết đẹp mọi người ơi. Mọi người bánh hỏi mình nha. Chấm nước tương thôi. Đó. Món này làm đơn giản, bánh hỏi mình mua về chứ mình cuốn thành miếng ăn xong mình phi mỡ hành để cho nó thơm vậy thôi. Ăn cuốn mỡ hành nó thơm nha. Nó thấp mỡ mọi người. Nhưng mà tất mở chính thành mọi người không? Ngon, mở nó giòn giòn mọi người. Tại mua mở heo giờ tháng liền ăn giòn mọi người. Giòn thơm. Lúc là thời đại giờ có ta ăn mở heo, họ kia mình tỉnh thở mua heo mình tháng làm cốc mở ăn lạ miệng ngon. Mọi người em thăm người lớn chưa? Mình quay về nhà đóng cửa kính hết mọi người,
mà ngoài đường người ta kêu cây xả cây gì đâu mà nghe lớn ầm ầm luôn, mọi người có nghe không? Lớn ầm ầm luôn á. Nhớ là đừng đi là vậy đó. Mọi người ăn tiếp nha. Nước leo là mọi người ăn nó giòn giòn cho đỡ ngán. Chào này, đây là trở gió, thành ra không khí cũng tở mùa, người cứ hơi cảm cảm thì sao? Nó biết mắt cưa mọi người. Vậy đó, em ăn vậy đó. Người dám là con làm như tiếng mầm tiếng mắt cưa lớn hơn tiếng mình nói luôn. Rồi nướng nướng làm thịt nướng heo quay vậy. Ăn kèm bánh hỏi một bánh bò thấy nó ngon hả mọi người ha. Có mà hành thơm thơm ngon lắm. Mà hành thơm cháu không nở nhà trên mà ra vậy mọi người. Mười tháng tuổi, 11 tháng tuổi mà ông thanh ra vậy. Lâu ăn món này ăn ngon ghê. Cúng này nó bự quá. Nho này nho mật mọi người ăn ngọt không có hợp như là ở đây đang mùa hay sao giờ họ bán nhiều lắm mọi người ăn cũng rẻ không ngon.
nó ọt nữa đó. Nó xuống nữa kìa. Mập thiệt. Ngọt quá, ăn lên nói chuyện luôn. Đúng không mọi người? Mọi người nào đã từng ăn món này rồi, món này thông dụng đó, từng ăn thử món này rồi chắc biết luôn cái khẩu vị nó ngon rồi ha. Đã ăn trái cây táo miệng rồi, tỉnh ngưng thấy chữ một thèm mọi người làm cuốn đi em lên đó rồi cho nó ngọt đã. Ăn ra bụng luôn á, thật mâm luôn. Nho mọi người cho nó ăn tốt này, cái vỏ mình rửa sạch dinh dưỡng đó. Đồ có ít nó nằm trong cái vỏ mọi người mới có thể gì không nữa, mình rửa sạch ăn lại miếng ngon ngọt được rồi. Video của Linh làm đến đây là kết thúc rồi. Mọi người nhớ xem, nếu thích nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Linh nha. Like đăng ký ủng hộ kênh Linh giùm. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại video lần sau. Bye bye.